Thôi mình lấy cái bàn đó mình cúng vô đây chú ơi. Có khán giả tới. Đừng quay khán giả nha. Đừng quay khán giả anh ơi. Bây giờ trốn trốn người nhà lên. À trốn người nhà lên. Em quay hàng phẩm được không chị? Dạ em không có quay mặt. Dạ. Dạ. Em không. Dạ dạ rồi. Để lấy sáng thành cho bạn. Dạ. Rồi đợi tí con ăn vừa cầm dù vừa cầm máy. Để lấy thành giấy bạc. Dạ 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 dạ. Anh đưa đây em cầm cũng được. Cái dù lên. Hết rồi. À, hạ xuống. Cái gì nhỏ hả? Lại nhỏ lại nhỏ cái gì điện thoại à. Thôi mình đi kiếm cái căn xô mình xét đâu anh Minh nè anh để trong trong ngay dưới góc dù nè góc dù á cái mâm một mâm trái cây nè một mâm ấy nè rồi một mâm hồi đó không có cái bàn cũng như cái mâm không chứ đâu mâm của chị Hồng Ngọc đó đúng không? Rồi bỏ cái mâm cái mâm mâm thẳng mình để đó mình trưng luôn không đẹp không chưa rồi cái này cũng hồi chút xíu nó tỉnh xuống rồi đúng không anh gọi điện chưa tay chưa vô chạy vô hả mới kêu vào cũng vô rồi cái này mình tháo luôn hả con bữa nay là rồi cũng quá chừng một cô chú anh chị trời mưa nè sáng giờ đang không có khán giả cô chú anh chị cô lén về nhà đi rồi nhưng mà cũng thấy về nhà cô đi ra đây hết rồi cũng quay con à quay anh đi em đâu có quay cô đâu quay anh được tôi quay dưới đất không luôn á phun xương luôn. Đợi thầy ha. Chết rồi. Anh bên cầm giùm em được không? Em tắt cái này cái. Đang quay. Rồi. Nhiều quá hả? Không, nếu mà cúng cúng hết tay vô vô giống là lễ. Cái người chắc làm gì đâu đúng. Không hỏi gì đi anh. Nhưng mà còn nhiều không? Chứ mình giờ mình đang tính đang bỏ cái lẻ thôi quá. Hai bốn sáu người đang sáu người đang chơi cây. Chơi cây. Còn thấy trời mưa. Như ở trong cái bọc thì luôn luôn biết cái là hoàng lúc hay là già gì đó. Thấy chạy. Quá quý. Mình mới vừa nói sáng nay bộ đúng rồi. Đúng rồi. Hai đứa tròn đừng có buồn con một chút sẽ có người lại đó. Bây giờ cái mẫu mà mình thích tròn nên nó tròn nó đẹp chưa tháo ra hết cái quỳ thôi để xong cái đón bà đã được
quay này, gà quay thật là hay quay. Hộp là cái câu nữa hả? Hộp là chè quay hay là hay quay? À, hay quay. Ồ, thật hay rồi. Ấp làm đó đúng rồi. Đẻ xé luôn nha. Thấy đầu cá. Để ngay gì đi. Để quay vô cho kỹ. Không có ra, không có gì. Có gì đây đổ vào đây để chiến rồi. Bây giờ lấy thêm nước mắm. Để vô luôn hả con? Nổ ra không? Để lấy giấy lại cái chén vô sạch. Cho gì vậy? Mướn. Mướn mà còn không cho nó đó chị. Không cho chị. Biết đâu kiếm được nhân tài là thế được. Quá đẹp. Chị ra ngoài ngồi ngồi quê ở đâu chị? Bí mật không? Bây giờ chị cứ nói thiệt đi chị. Chị không có thì chị nói chơi đi. Dạ, để nó cố lên. Chưa coi chứ, tôi sắp ra. Tại nhiều khi một xíu tụi em đăng YouTube, nó không biết tôi nói này của ai luôn. Đúng rồi. Mà ta như là khổ nữa. Không, thì cô còn phải có cái lời đạt lời ở khán giả Sài Gòn lên. Mãi nhiều quá quý rồi. Ừ. Vừa mà khán giả đến cúng. Hôm nay là cúng hoành tráng như vậy. Mới vừa nói với anh Giao là chuẩn bị cái bàn. Bà phải nhặt vô luôn. Đến là cúng hết thôi. Cúng hơn một tí có. Dạ, mua hay bị kẹt xe. Các bạn cứ chờ kiếm lấy các bạn. Mấy bạn từ từ chờ cơ, để anh lấy cái bàn nhỏ cái để lên. Cái này mình đặt mua lắm. Rồi ớt đen làm gì? Để đi con, tôi ăn dọn cho. Ăn mực mũ hay cũng mực ngọt. Cái mũ nó dùng bằng dao câu luôn đó nghe. Dùng xong cái gì dùng cái mũ luôn. Qua đây. Thôi làm vậy. Thôi đâu hả? Cái gì bỏ vô tôi nói, đậu mũ người ta chứ. Không, con bánh mì nha, bánh mì lau sạch. Dạ. Đốt đèn đúng anh, đúng không, đèn cây. Tụi con đã ha, để con. Cái này thì đơn giản lắm. Đó. Không đỡ thì cho tôi một cây đồng tròn luôn. Đằng đây nè anh. Đằng cái châm. Đèn đèn để trên bàn luôn cô ơi. Để lát cũng mình đèn cây chứ đi. Không muốn để này hả? Để đâu cũng được. Dạ. Cũng để bàn cũng được. Dạ. Cũng xong rồi mình để rồi. Lấy cái kia này. Rồi bây giờ còn cái gì nữa ta? Bánh mì đúng không? Bánh mì chắc là lấy cái mâm mà để trên bàn luôn. Cái mũi con Vân này. Mũi con này. Nó không đủ à. Rồi tới đây vậy thấy im bàn đó là vừa rồi, dùng bàn cũng bàn luôn. Cũng cơm chai luôn. Rồi để từng đơn đi anh, còn lại cột. Cái không đủ bàn luôn đó. Vậy hôm nay Duy chưa tính. Nó lộn lại lẫy vậy. Đủ ha. Cái này nhang của mình luôn không chị? Nhang để đây luôn. Bây giờ mình kiếm các bạn lên xích qua bên kia tí xíu. Rồi mình lấy cái bàn kia để mình cúng tiếp. Ok không? Thơm nhét em. Dạ. Không, đèn dầu này. Để thắp nhang.
Bây giờ anh em mình cô với chị cúng chuẩn bị thêm một bàn cúng bên đây nữa. Chị cúng. Đây là cậu giết đó. Bi của chị luôn phải không? Bi của chị chắc bạn thờ luôn. Cái nào bà? Bia luôn hả? Bia này sao chị cui hết luôn hả? Cui tự nhiên nó ngon. Dạ. Mưa quá trời mưa thôi chú anh chị. Gia đình của cô đến đây thì hấp hương để cúng cho chú Linh nữa, rất là quý nha. Rồi mà đưa ngang đốt đang đốt giùm. Cái luôn. Dạ dạ anh Hiếu bàn đúng không? Đúng rồi. Dạ, chào em chú Thiết nha. Bà nãy mình tin lấy ra nhưng mà có khách. Có giả đến nên là mình nhường cho khán giả với chú Việt. Có khách. Rồi giờ mình lấy cái khác. Hai bàn đi. Mình cúng tới hai bàn luôn. Cô mới đây đó. Rồi cho cái đồ lát đi vô nha. Rồi. Nào. Kìa kìa dắt lên cho Mai kìa. Cái bạn đó nó khen cho bạn nó nói. Kìa trong cái bọc kìa, trong bọc kìa. Phải không? Đằng đâu? Đằng mặt bàn cho nên nó hùng giờ. Đây mình có đem đây. Mẹ kéo không? Hùng lớp á. Dạ. Mẹ anh Phương thấy kéo không? Hùng lớp hay không? Anh không có xài kéo. Ủa đâu khán giả hỏi quá trời kìa. Cúng bên kia. Quê nè. Ừ, thôi kia đứng ngoài mưa tà ngoài cho thấy hết luôn mà ở trong chòi không đứng ngoài mưa ngoài cho thấy hết luôn mà thì cô qua đây cũng chú lên cô chú anh chị đó có cái khán giả đi rồi 100 ngày được 100 ngày buổi chiều tối á mấy anh em về thì hết khán giả vô đốt xong cái khán giả đi về khán giả không lập tắt cháy luôn mà mỗi cái rạp đen luôn tưởng đâu cháy rạp mà trong đó đèn này cái bàn mới mua nữa đợi đi anh chút xíu mình đậy kỹ ra anh đây có lấy đậy kỹ ra sao không? Được rồi anh ơi, chút xíu mình đậy kỹ lỡ có cái nắp bồ ông sửa cái hoài luôn. Cái nào mình đáng làm nhanh còn cái nào nó không nhanh thì mình đậy nó vậy được rồi. Đang phụ cho chị. Chắc là luôn. Mưa quá chừng mưa. Còn cái áo mãi nữa. Còn áo mãi. Này ở đâu cũng mưa luôn. Mưa quá mưa. Cái này cho chú dùng chai gì dùng mạng luôn. Ngang ở đó.
Cho nó để gì nha đây. Cơm nó không cơm. Nó là cơm mà. Ok. Ta hãy cơm. Nó đi đâu cái đó. Tại dùng chai là bên kia, bên đây dùng chai bên kia dùng mạng đúng không? Bên đây là bên dùng chai. Thử lấy luôn. Nhanh ha. Đấy là chút xíu mình vô lại. Một cái muỗng đũa này. Rồi ok. Này chắc mình đọc đũa gì chắc. Cái này giữ lại đi. Cái này món khác rồi. Cúng xong mình lật lại. Cái này cúng nước. Cái này của khán giả nè anh Minh. Của anh tôi à, cái anh hai chồng à, lúc à, lúc mà đi, đi từ Vũng Tàu vô á, anh tôi đúng không? Ừ. À, anh đem bữa vô cúng á. À là tới nay mình mới cúng được á phải không? Cúng được á, tại anh tôi. À. À, cúng được rồi. Trời ơi, má ơi. Từ từ anh Ngọc, anh Ngọc. Một lấy một ly múc. Múc nữa đi được rồi. Rồi. Người múc người khui. Được rồi. Còn anh khui đi, anh khui đi. Ừ. Người khui người múc. Múc người khui người khui múc hả? Rồi rồi, anh múc đi. Rồi kêu múc đá rồi, còn những cái khó. Có chân đỏ, có chân đỏ, có chân đỏ. Anh nấu vàng bực bội. Hẹn hẹn lần. Ví dụ đi. Nhanh gọn luôn ha. Bấm nút hả chị, cái đó không cứ bấm lên. Cái hoa đâu hả? Cái hoa đâu? Rồi bấm, giờ bấm 2, 3. Chị biết sử dụng rồi đó. Hết chưa? Hết là bỏ vô. Của Bình Dương. Ờ, còn ông này coi. Coi này, cô chú anh chị giờ ông đứng ở trên đó, ông ba la cam. Chỉ Bình Dương mới có vườn thôi. Cam này chạy bằng cơm. Và bay này đặc biệt là đứng chỗ bay thôi. Bữa nay có điều kỳ lạ nha. Sáng giờ anh Phương về tên, anh đi kiếm xì tên mà không thấy luôn. Có Hà tí nha. Anh trai giờ đang thắp nhang để thắp hương cô chú xung quanh, cô chú anh chị. Đó cơm chai buổi trưa nha. Đấy, xúc xích rồi canh chua rồi cô chú anh chị. Đó rồi măng kho tàu hũ luôn ha. Ừ. Rồi vậy thì cảm ơn Hiện Tiên nha, nãy giờ Hiện Tiên cầm vô 15 mét. Đó, cô chú anh chị. Mình đâu? Mình chờ rồi. Có dịp này có dịp ngang qua. Dạ. Các anh chị đến từ Sài Gòn cùng một mong bạn cùng với chú luôn. Cái video của Hiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha. Chị Nhi đợi chị Nhi đem bông.